Khi các sư thầy tụng kinh có oai lực như thế là thế nào? Người tu sĩ thường có tụng oai lực như các sư được không? Theo sư, vì sao nhiều người Phật tử Việt Nam muốn đến Tây Tạng vậy ạ? Phải chăng đến Tây Tạng thì ngộ ra nhiều điều trong Phật giáo, hay Tây Tạng linh thiêng và huyền bí hơn các nước Phật giáo khác? Ở Tây Tạng có gì đặc biệt trong việc tu không sư? Trong số những cái chúng sanh có 6 hạng căn tánh. Tạm chia ra thì nó có 3 căn tánh nổi bật, đó là tham nhiều, đức tin nhiều, tinh tấn nhiều, có trí tuệ nhiều. Cái người trong số đó đó, cái số chúng sanh mà nặng về niềm tin đó, đó rất là nhiều, nhiều nhất trong 3 hạng chúng sanh. Chính bởi vì cái chúng sanh mà nặng về niềm tin á, cho nên là cái trí tuệ của họ bị hạn chế, thành ra là họ ưa thích do cái niềm tin của họ đó, do cái đặc tánh của họ, họ ưa thích những cái gì mà nó mang cái hình thái huyễn hoặc nó không có rõ ràng, tức là cái gì mà nó mờ ảo trông có vẻ cao siêu, thì họ sẽ bị thu hút bởi cái đó. Nó giống như là họ thấy những cái bong bóng nó có nhiều màu sắc, bong bóng nước có nhiều màu sắc, thì họ sẽ bị thu hút bởi cái đó. Rồi khi họ tu tập thì cái gì mà nó mang những cái màu sắc huyễn hoặc mang cái màu sắc huyền bí thì họ ưa thích, họ bị thu hút bởi cái đó. Còn những cái rõ ràng, những cái mà phải dụng công thì họ không bị thu hút. Thành ra đó, cái người hỏi là cái người thiên về cái niềm tin, cho nên là họ cảm thấy rằng cái việc tụng kinh nó có oai lực. Và khi đọc kinh cũng vậy, họ sẽ có khuynh hướng cho rằng việc đọc kinh là nó sẽ có oai lực, tụng kinh nó sẽ có oai lực. Và họ sẽ không suy nghĩ nhiều đến ý nghĩa của bài kinh. Tôi lấy ví dụ như đứa con nó thương người mẹ, nó mến người mẹ, nó tin người mẹ ghê lắm, cho nên nó đói bụng, nó khều áo mẹ, nó nói: mẹ ơi con đói bụng, mẹ kêu đồ ăn trong lòng bàn đó con. Thì lúc bây giờ nó tin mẹ nó quá, nó thương mẹ nó quá nha, cho nên nó tụng đi tụng lại liên tục: đồ ăn trong lòng bàn đó con, đồ ăn trong lòng bàn đó con, đồ ăn trong lòng bàn đó con, đồ ăn trong lòng bàn đó con. Nó tụng hoài như vậy mà nó không có hết đói, nó không có hết đói, tại vì nó nghĩ cái câu mẹ nó nói là một câu thần chú. Tụng đi tụng lại như vậy nó sẽ có tác dụng trị trị cái cơn đói của nó, tại vì rõ ràng nha, rõ ràng nó đói, nó khều mẹ nó. Nó: mẹ con đói, và mẹ nó chỉ nói một câu: đồ ăn trong lòng bàn đó con. Và thế là nó tụng liên tục: đồ ăn trong lòng bàn đó con, 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 liên tục như vậy. Và xin thưa, nó sẽ không bao giờ hết đói. Do đâu? Do nó để cho cái niềm tin nó lấn át trí tuệ. Còn cái đứa có trí, nó cũng khều mẹ nó nói: mẹ con đói, và mẹ nó: đồ ăn trong lòng bàn nó con, cũng câu nói đó. Nó đi tới nó mở cái lòng bàn ra nó ăn cơm trong đó. Rõ ràng nó không có nhắc gì tới cái câu: đồ ăn trong lòng bàn nó con hết trơn, nhưng mà nó hiểu mẹ nó muốn nói cái gì.
Nhờ như vậy, cái đứa nhỏ thứ hai có trí đó, nó mới được no bụng. Cái vấn đề là cái đứa nhỏ đầu tiên nó cần phải phát triển trí tuệ để nó hiểu được ý nghĩa câu nói của mẹ nó. Kinh Tạng cũng vậy. Khi quý vị tụng, chỉ khi nào quý vị hiểu được ý nghĩa của bài kinh, ý nghĩa của câu kinh thì và quý vị chịu suy ngẫm, suy tư về nó thì nó mới có tác dụng. Chứ còn mà mình coi nó, coi cái chuyện tụng kinh như là một cái chú thuật vậy đó. Rồi mình cứ tụng miết như vậy mà mình không có hiểu ý nghĩa thì xin thưa là nó chỉ có oai lực trong cái trí tưởng tượng của mình thôi. Kinh Tạng muốn hiểu được có ý nghĩa thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Kinh Tạng muốn có ngoại lực, sư nói Kinh Tạng muốn có ngoại lực thì phải hiểu ý nghĩa của nó. Cũng giống như quý vị đi khám bệnh gặp thầy thuốc cho một vài viên thuốc, ví dụ như paracetamol đưa về để cho mình uống, mà bây giờ mình tin bác sĩ quá, mình nhìn cái toa thuốc á, mình nhìn cái viên thuốc, mình nó paracetamol 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 paracetamol, thì mình có tụng cả một đời thì nó cũng không có cái năng lực chữa bệnh cho mình. Nó chỉ có năng lực chữa bệnh cho mình khi nào, khi mà mình mở cái thuốc đó ra mình uống vào trong bụng, thì khi đó cái viên paracetamol á nó mới chữa được bệnh cho mình. Kinh Tạng cũng vậy, đọc phải hiểu ý nghĩa của bài kinh rồi từ đó thực hành thì Kinh Tạng nó mới có năng lực giải quyết cái này cái kia. Còn khi mà mình chỉ có tụng tới tụng lui, tụng xuôi tụng ngược, hiểu thì không hiểu, nghiên cứu cũng không nghiên cứu, chứ đừng nói gì đến thực hành, thì có cả đời nó cũng chỉ được cái phước là kính Tam Bảo. Kính Tam Bảo có cái cảm tình mến mến với Kinh Tạng, có cái phước đó mà thôi, hết rồi nha.